Xin chào, tôi là Tạo Răng đây. Răng thau lắp loại nào tốt nhất? Răng thau lắp thì nó thường có 4 loại như sau. Loại đầu tiên tôi nói đến là cái loại hàm răng nhựa. Răng nhựa thì có thể như là toàn hàm như vậy, hoặc là bán hàm. Thì cái hàm tháo ra tháo vô thì nó thứ nhất là tiết kiệm tiền, thứ hai là dễ làm, thứ ba nữa là nó tối ưu về chi phí. Và thường thì cái hàm này họ sẽ sử dụng trong trường hợp là mất hết răng hoặc là còn lại một ít răng, nhưng mà đa số là trong trường hợp mất hết răng. Còn nếu như trong trường hợp các bạn còn một vài răng còn cứng chắc, còn nghĩa là mất nhiều răng nhưng mà còn lại một vài răng còn cứng chắc, thì các bạn có thể chuyển sang cái phương pháp thứ hai là phương pháp hàm khung. Hàm khung nghĩa là chúng ta sẽ thứ nhất là cái nền hàm bên trong nó nhỏ hơn để chúng ta phát âm dễ hơn, thứ hai là nó cứng hơn để chịu lực nhai tốt hơn, và khi mà sử dụng cái phương pháp hàm khung thì ăn nhai sẽ cứng chắc hơn là cái hàm răng nhựa, và đồng thời là sẽ dễ chịu trong miệng. Khi mà cái hàm chúng ta nhỏ gọn thì cái lưỡi chúng ta nó sẽ thoáng hơn, nói chuyện phát âm nó không bị ngọng. Nhưng mà có một cái nhược điểm của cái hàm khung là do nó có cái móc bằng kim loại, khi mà chúng ta làm nó sẽ móc vào cái phần răng thật của chúng ta để nó bám chặt cái hàm khung lại. Thì khi mà chúng ta tháo ra tháo vô thường xuyên thì cái răng thật của chúng ta nó sẽ dễ bị mòn, và khả năng cao nó sẽ bị hư về lâu về dài. Thì sau đó thì có nha khoa họ sẽ nghiên cứu ra cái phương pháp để tối ưu được cái trường hợp bị mòn cổ răng thật. Thì có cái phương pháp tiếp theo là hàm khung liên kết, nghĩa là chúng ta sẽ mài cái răng. Cái phương pháp thứ ba là phương pháp hàm khung liên kết. Hàm khung liên kết nghĩa là khi chúng ta còn lại 2 tới 3 cái răng thật thì chúng ta sẽ mài cái răng đi và chúng ta bọc cái răng sứ lại. Sau đó chúng ta sẽ thiết kế cái tay móc ra chờ sẵn, và chúng ta sẽ làm cái hàm khung bám lên cái tay móc bằng kim loại đó. Thì thứ nhất là nó sẽ cứng chắc hơn, thứ hai là ăn nhai nó cũng dễ chịu hơn, và cái hàm cũng rất là nhỏ gọn. Và đặc biệt là cái hàm khung liên kết thì chúng ta có thể giấu được cái móc nằm bên trong, nghĩa là chúng ta sẽ không nhìn thấy cái móc. Chúng ta sẽ đảm bảo được thẩm mỹ ở cái nhóm răng cửa, và ăn nhai sẽ cứng chắc hơn rất là nhiều. Có một cái nhóm thứ tư là cái nhóm răng thau lắp nhưng mà làm trên implant. Đối với trường hợp mà răng hàm dưới của chúng ta mất nhiều, hoặc là hàm trên chúng ta bị tiêu xương nhiều mà nó không còn độ hít bám được nữa, thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ cắm vô trong đó khoảng 2 tới 3 cây implant, 2 tới 3 tới 4 hoặc là 6, tùy vào cái điều kiện kinh tế và cái độ cứng chắc và cái độ dày của xương. Sau đó thì chúng ta sẽ phục hình lên trên đó bằng những cái mắc cài bi chờ sẵn hoặc là những cái thanh ba. Sau đó thì chúng ta sẽ để cái phần implant dính ở trong miệng và chúng ta sẽ làm cái hàm tháo lắp, tháo ra tháo vào. Thì đó là cái phương pháp tháo lắp trên implant. Phương pháp này thì rất là tốt, nhưng mà ngược lại thì chi phí nó khá là cao, cho nên trường hợp mà các bạn làm răng tháo lắp thì các bạn nên cân nhắc về túi tiền. Quay ngược lại cái câu trả lời là răng tháo lắp loại nào là tốt nhất, thì ở đây chúng ta sẽ không có cái loại là tốt nhất, nhưng chúng ta sẽ có cái là loại nào phù hợp nhất với lại cái tình trạng mất răng của mình, loại nào phù hợp nhất với lại cái tình trạng điều kiện kinh tế, phù hợp nhất với lại cái chuyên môn. Và khi mà chúng ta đi làm răng giả, răng tháo lắp thì chúng ta lên gặp nha sĩ này, thứ nhất là để tư vấn xem coi là chúng ta có phù hợp với lại cái phương pháp chuyên môn bác sĩ tư vấn, và có phù hợp với giá cả mà chúng ta bỏ cái chi phí ra để làm. Đó là những cái lời khuyên mà tôi khuyên các bạn lên làm bất kể một cái gì để làm đến hàm răng của chúng ta thì cần phải gặp chuyên gia và gặp bác sĩ tư vấn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng. Và các bạn có những cái câu hỏi nào các bạn cứ comment xuống dưới, thì nha khoa sẽ làm những cái câu hỏi tiếp theo, những cái video tiếp theo để giải đáp cùng với các bạn. Nhưng đừng quên like và bấm đăng ký kênh, đồng thời bấm vào hình quả chuông bên dưới để khi chúng tôi làm những video tiếp theo thì các bạn là người đầu tiên nhìn thấy.